Chào ông bà ạ. Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể, quý cô bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Thì trong buổi sáng nay đến thì Dế thì cũng có mặt ở đây rồi. Dế thì cũng đã đi sang bên nhà bên kia rồi. Là bố của Dế cũng đã chết rồi các bác ạ. Thì là bố của Dế đấy thì cái tiểu sử là uống nhiều rượu thì cũng đã ra đi rồi. Uống rượu thì uống rượu nhiều hơn ăn cơm, nên là cũng đã đi đi sang thế giới bên kia rồi. Có 53 tuổi thôi bác ạ, thì cũng đã chết rồi. Thì hôm nay đến, mặc dù Dế không ở đấy, thì cháu Đông sẽ lắp tất cả mọi thứ để cho Dế cho nó xong hết để bàn giao cái nhà bác ạ. Thì chỗ Dế thì cũng các bác cũng biết là cả 4 năm anh chị em cũng rất là nghèo rồi, thì có lẽ lo về cái hậu sự cho bố của Dế thì sẽ rất là khó khăn các bác ạ, rất là khó khăn. Thì hôm nay Dế không ở thì lại tiếp tục vẫn lắp cái téc nước ở dưới này. Để ở trên kia thì không có chỗ để rồi, để ở trên kia cái téc này mà 3 khối nước mà để, nếu mà mặc dù có ở trên nóc mà có chỗ để thì không dám để, quá là nặng 3 khối nước. Và ở đằng trước sân thì cũng không để được nữa. Thế thì những người cho tiền mua téc ấy với lại chú Tùng là cho đặt ở dưới này. Thì chú đấy, chú cũng đã mua cho một cái máy bơm tự động các bác ạ. Máy bơm tự động để bơm lên đây, khi nào mở khóa trên kia thì nó sẽ tự đẩy nước lên. Đấy. Nên là cũng không không phải xuống đây xách nước lên trên kia đâu các bác ạ. Hôm nay còn rất là ốm nên là nói không thể nói được nữa, mệt quá rồi. Đầu nó cứ om om như kiểu đang bị làm sao ấy, bị cái gì đập vào. Phải cắt rồi. Cái dao. Ôi ôi, ngồi cúi xuống một tí xong rồi đứng dậy thấy hoa mắt. Anh Đông thì cũng muốn làm cho nó xong nhanh để nghỉ, để đỡ nhức đầu của bác ạ. Vừa rồi thì tính xây cái bể nhưng mà về sau lại nghĩ làm cái bể thì cũng mất kinh phí rất là nhiều, lại sợ âm tiền tiếp. Vừa rồi cũng đã âm cái khoản tiền kia thì cũng chưa có mà để trả. Vừa rồi thì có cô Kim Ngân gửi cho 2 triệu, cho Dế 2 triệu và cô Hằng 2 triệu nữa, và bán cái số gạch của cái sang bên kia là 2,8 triệu, 3 triệu, 3,8 triệu nữa thì là vẫn còn âm, vẫn chưa đủ. Thì chắc là đi
Giờ lại còn phải, nhưng cái này còn phải phát sinh rất là nhiều, kể cả xây bể cũng vậy thôi. Đấy, còn giờ là còn phải lắp tất cả các cái ống chạy từ trên mái xuống nữa, còn mất khoản tiền rất là nhiều nữa. Nói chung là một cái gì cũng phát sinh rất là nhiều thứ. Tại cái phí của dế thì không còn nữa nên là cũng rất là khổ luôn. Đấy, hiện tại nếu mà có mua ống mua dế thì lại chi cái tiền túi của nông nha. Nên là cứ để lại đã. Cho một đoạn này đây. Gắn rồi. Cái đấy không cần gắn keo đâu, không tuột được mà. Cái này, cái đầu này và cái kia thì gắn. Đây là ngoài không cần á. Cần nè. Máy bơm vào đâu? Máy bơm cho lên nóc nữa. Máy bơm mai có thể là cho vào đây. Thải ra. Thải mà. Ống xả nhưng mà mình không cho vào đấy, nên bơm mình đặt ở trên nóc này thôi. Đây có hai lỗ này. Có chứ. Cái đấy không, bây giờ không gắn được đâu, đóng chặt lắm rồi. Nó tuột đâu mà, tuột đâu nhỉ? Tuột đấy, nước nhiều, để ra nó dần tuột. Bạn đi. Ra là một kim bốn. Tất cả ngắn ra. Nó lắp khóa được là được mà. Đây mà. Ừ. Cái xả đáy đó mà. Bất tiện. Làm móc ba cá. Một cây ba cá hay như nào? Đây là làm cái máng để hứng nước mái trên này sang chỗ tét nước của bác ạ. Đấy, làm cho nó xong luôn để các em đỡ phải mua nước. Cái này nữa, cái này ba ba cái nữa. Yeah.
tem keo vào đó. Hạ dần đi.
Thu bao nhiêu nhỉ?